Dạ vâng, xuyên qua những cái sự kiện mà đang xảy ra mà chúng ta vừa mới theo dõi đó thưa quý vị, giữa Iran và Hoa Kỳ đi, thì có những cái nhân vật cao cấp của Tổng thống Donald Trump. Trong đó trước tiên Lê Ngọc thấy là Phó Tổng thống ông Mike Pence. Thì ông có trả lời với lại báo chí mà CNN thì đưa ra rằng là ông Mike Pence lên tiếng. Thì ông lại tin rằng là những cái hỏa tiễn của Iran mà bắn đi đó là cái chủ định, cái ý định chắc chắn là muốn giết người Mỹ, thưa với lại luật sư Duyên. Trong khi đó thì nói đến Ngoại trưởng Mike Pompeo, thì có quá nhiều những tin tức là cho rằng là ông Mike Pompeo đã chiếm lấy được một cái sự chú ý của công chúng Mỹ trong những cái ngày căng thẳng sục sôi gia tăng cao với lại Iran và Hoa Kỳ. Một số nhà quan sát thì đang coi rằng là ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng không chính thức là đó là giống như là hình ảnh của ông Mike Pompeo nổi bật ở trên giới truyền thông đã làm lu mờ đi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực tế, đó là ông Mark Esper. Và cái việc mà Ngoại trưởng Mike Pompeo trở thành một cái tiếng nói đại diện cho chính quyền của Tổng thống Donald Trump trong cái vấn đề căng thẳng với Iran có phải là một cái tầm ảnh hưởng lớn mà ông Pompeo đã nắm giữ được trong cái nhóm phụ tá thân cận của Tổng thống Donald Trump hay không? Trong khi đó thì thưa với luật sư Duyên, lại có một hiệp hội luật sư ở New York City lại lên tiếng yêu cầu quốc hội điều tra ông Barr. Thì đối với hai nhân vật của Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống Mike Pence và Ngoại trưởng Mike Pompeo, thì những cái tin tức đưa ra như vậy, luật sư Duyên có thấy được một cái sự mâu thuẫn trong cái điều hành của chính phủ của Tổng thống Donald Trump hay không thưa luật sư Duyên? Thứ nhất là từ về cái phía ông Mike Pompeo với lại cái ông Mike Pence, ông phó tổng thống đó. Bây giờ mình chỉ lấy cái fax thôi. Tất cả gia đình NVR đã thấy mọi chuyện xảy ra tới hổm rài rồi. Mình cũng nghe tin tất cả các báo, mà ngay cả tin từ tình báo Mỹ cũng vậy nữa, nói rằng là 13 chiếc hỏa tiễn nó được bắn lên. Vậy mà nó né hết những, nó không có gây ra. Quý khán giả cứ tưởng tượng là một cái hỏa tiễn nó nổ thì nó lớn cỡ nào. Vậy mà 13 cái hỏa tiễn nổ ở hai cái căn cứ khác nhau, chỉ có phá hủy toàn là những cái vật, những cái trang bị để chiến tranh thôi, vũ khí trang bị chiến tranh này nọ, phá cơ sở thôi. 13 cái hỏa tiễn mà không chết một người nào hết. Quý tín giả hiểu rồi, là nó cái mục đích của cái cuộc tấn công nó như thế nào, mình cũng đã phân tích từ ngày hôm qua rồi. Bây giờ mình nghe ông phó tổng thống của mình lên nói rằng là những cái hỏa tiễn này intended, cố tình sẽ giết, nghĩa là nhắm vào để mà giết người Mỹ. Một ông phó tổng thống mà nói một cái câu chuyện mà nó không có, tức là không có một cái căn bản nào về cái thông tin hết, thì đó là cái bản chất của nhóm Trump và cái nhóm cuồng Trump. Tức là họ nói không cần dữ kiện, không cần phân tích vậy đó. Mấy cái hỏa tiễn này là nhắm vào để mà giết người Mỹ. 13 cái hỏa tiễn không chết mạng nào hết, vậy mà nói rằng là phóng lên với cái mục đích là giết người Mỹ. Stupid. Một cái stupid thứ hai nữa là Ted Cruz chẳng hạn. Ted Cruz là cái thằng mà Donald Trump chửi cha nó nát hết, chửi vợ nó nát hết đó. Mà bây giờ nó trở thành một cái thằng tân bốc Donald Trump một cách mù quáng, thì lại cũng tiếp tục cái giọng đó. Cái hỏa tiễn này là hỏa tiễn là do Obama đưa qua cho Iran. Đó là cái lời của Ted Cruz. Thành ra nếu mà bây giờ rồi mình nghe đó, mình mới nói rằng là cái cuồng Trump nó có một cái bản chất giống nhau, tức là nói láo, nói càng, tân bốc, nịnh bợ, vô liêm sỉ, cỡ nào tụi nó cũng nói hết đó. Đó là cái đám mà mình nghe từ, nghĩa là Pompeo hay là Ted Cruz hay là Mike Pence giống nhau. Còn khi mà nói về Pompeo đó thì nói là họ nói Pompeo bây giờ được báo chí quan tâm, có uy tín. Uy tín gì? Quý thính giả bây giờ cứ nhìn TV đi. Khi mà mình nghe một cái tay như là John Kerry hay là Robert Mueller, những cái tay mà từng tham chiến ở Việt Nam, hay là mình nghe từ cái ông mà ông
ông Williams mà đi qua Việt Nam đánh đó, mà ra quốc hội điều trần đó, những cái tay mà vào sinh ra tử rồi đó, ngay cả dĩ nhiên già thì ai cũng già đó, nhưng mà nhìn cái nét của người ta là cái nét của những cái tay mà cương nghị, mình nhìn cái ánh mắt là mình biết là những cái tay này là thứ thiệt đó, coi cái đó là sống chết coi nhẹ như cái lông hồng vậy đó, những cái tay đó nó khác. Còn cái tay Mike Pompeo đó, mỗi một lần mà nó đứng ra trước mà phỏng vấn á, mình nghe nó một cái thằng thậm thà thậm thục, nói chuyện không nói mà con mắt không dám nhìn thẳng với lửa vô trong trong người ta đó, nói bằng mắt cứ nhìn lên trời không à. Có nghĩa là cái thằng này trong cái tâm của nó là cái tâm gian dối, cái tâm yếu mà không có bao giờ nó dám nói cái gì thẳng hết đó. Thì cái đó là cái bản chất của Mike Pompeo. Thành ra yes, nhiều Mike Pompeo được người ta nói nhiều, nhưng mà không có một cái gì gọi là có cái bản chất trong đó đó. Thì bây giờ tới Billboard mà Lệ Ngọc nói rằng là cái luật sư đoàn của New York đó yêu cầu quốc hội điều tra Billboard. Trước hết cái lời yêu cầu này một lần nữa nó không có một cái sức mạnh gọi là về buộc hay cái gì đó, chỉ gợi ý yêu cầu thôi. Nhưng mà thành ra tôi không nghĩ là vì cái lời yêu cầu của luật sư đoàn, mà đây chỉ là luật sư đoàn của thành phố New York thôi, chứ không phải là cái ABA, không phải là American Bar Association, không phải là cái hội của toàn quốc Hoa Kỳ, mà thì mình mới biết là đây cũng chỉ là cái luật sư đoàn của New York. Nhưng mà cái điểm mà họ nói là cái điểm mà tôi muốn nhắc là trong một cái lá thư 6 trang họ gửi cho Quốc hội Mỹ, họ nói là phải điều tra cái ông Bill Barr này đó, là tại vì cái nguyên tắc của cuộc điều tra đó, họ nói là tại vì chính Bill Barr là một luật sư mà đã làm cho đánh mất cái niềm tin của công chúng vào cái bộ tư pháp của mình, và từ cái những cái quyết định của him cho tới những cái hành xử của him đó, làm cho nói rằng là ông này đó là ông disregard cái duty của ông, tức là ông coi thường cái trách nhiệm của một cái người tổng trưởng tư pháp, mà cái trách nhiệm đó chính là phải công bằng, phải công bằng và phải vô tư, và làm mất cái niềm tin của công chúng. Thì nói về cái sự mất niềm tin của công chúng đó, thì chẳng hạn họ đưa ra cái thí dụ nè, là mới cái hôm nay mình tháng giêng, mới tháng 10 gần đây nè, ông đi ra ông Billboard đó mà nói chuyện trước cái đại học trường đại học Notre Dame, mà chúng ta biết là trường đại học Notre Dame là trường đại học của đạo Thiên Chúa, của người Thiên Chúa mà. Thì ông nói những cái câu như thế này, thì tôi chỉ trình bày đúng những cái điều ông nói như là báo đăng thôi đó, để quý thính giả nghĩ coi cái câu nói của ông đúng như thế nào không. Ông nói rằng là người mà lập quốc gia Hoa Kỳ này nè, tin rằng là chỉ có cái hệ thống đạo lý của người Thiên Chúa đó mới là nói lên cái giá trị thật sự của con người mà thôi. Và chính cái mức độ đạo lý của đạo Thiên Chúa này đó, nó sẽ là một cái mục tiêu cuối cùng cho để mà hướng dẫn cái human conduct, tức là hướng dẫn cái việc làm của một cái con người mà gọi là chính trực đó, người đàng hoàng đó, human conduct, một cái cách hành xử của con người của chúng ta đó. Thì cái câu hỏi đầu tiên của tôi, một chút xíu thì tôi sẽ đi xa thêm cái điểm này, nhưng mà mình là cái bộ trưởng tư pháp của một cái quốc gia mà cái quốc gia của mình nói rằng là tôn giáo, trong ngay trong cả trong bản hiến pháp của mình đó, tôn giáo là tôn trọng tất cả mọi cái tức là cái hiến pháp mình tôn trọng tất cả mọi tôn giáo, và yêu cầu là tôn giáo đừng có dính chơi với chính quyền nữa, hiến pháp mình nói rất rõ. Trong khi mình là bộ trưởng tư pháp ra nói là chỉ có cái lý tưởng của đạo thiên, cái dẫn dắt dạy của đạo Thiên Chúa đó mới là dẫn dắt cái cung cách của loài người. Nếu mà ông là người thường, ông nói sao cũng được hết, nhưng mà ông là bộ trưởng tư pháp, cái đó là những cái điều mà đáng điều tra. Rồi khi mà ông đi qua bên hồi tháng 11 cũng vậy nữa, đi qua tới cái chỗ hội luật sư của liên bang đó, thì ông lại nói xấu là những cái người mà gọi là
theo lời của ông là progressive, đó là những cái người cấp tiến đó. Rồi ông lại nói thêm nữa, ông nói rằng là họ cái lá thư này nói rằng là ông ta đã hạ thấp cái giá trị cái bản báo cáo của cái ông Inspector General, rồi đưa cho FBI điều tra, mà điều rốt cuộc lại đó, cái cuộc điều tra cũng chả đi tới đâu hết. Nhưng mà trước khi điều tra đã nhầm là cái cuộc điều tra của mình dẫn đi cái hướng khác rồi. Nhưng tóm lại là cái thư 6 trang đó nó có nhiều điều mà Donald Trump, Bill Barr nói lắm. Nhưng mà tôi trở lại cái điểm mà ông đứng lên giữa cái trường đại học Notre Dame, mà ông nói là chỉ có cái hướng dẫn của những cái điều răn của đạo Thiên Chúa đó cái nói lên cái cách hành xử đúng đắn thôi đó. Nếu mà ông nói như vậy thì tôi hỏi ông, tại sao không nhìn qua Donald Trump đi, 10 điều răn đó, Donald Trump làm cái gì trong cái 10 cái điều răn đó, tại sao không áp dụng vô đi? Thành ra tức là nói thì nói một đường, nhưng mà cứ ủng hộ Trump, miễn là Trump đem nghĩa là trả lại nước Mỹ cho cái những cái người da trắng như Bill Barr thôi, chứ còn ra cái điều giống như là nói về đạo chứ nói đạo mẹ gì. Tôi có một cái chuyện cười gì mà tôi hay đùa đó. Tôi nói là bữa đó có một cái ông đó, ông đi, ông nghe ông cha đang giảng về, bữa đó là bài giảng là về 10 điều răn. Tới chừng bước ra ông cha mới thấy anh chàng này là ngồi nghe chăm chú lắm. Thì cha mới ra, cha nói là con à, cha bữa nay cha hãnh diện lắm, cả trong một cái nhà thờ vậy nó có một mình con mà con nghe chăm chú từng đoạn. Nhưng mà cha không hiểu là tại sao có cái đoạn đó tự nhiên cha thấy con 10 điều răn mà cha thấy con lo lắng kinh hoàng lắm, cứ tới một giai đoạn khác thì con lại rạng rỡ ra. Thì con giải thích cái ý nghĩa trong cái bài giảng của cha như thế nào mà lại những lúc lo lắng mà những lúc vui vẻ như thế. Thì cái anh chàng này nói dạ, lúc mà cha nói rằng là giảng tới cái là chớ tham của người đó, tự nhiên con lo quá, bởi vì con rời qua con thấy cái dù của con đâu mất rồi. Thành ra cha nói chớ tham của người, con nói vậy là đứa nào đã lấy con cái dù của con rồi, con lo quá đi. Tới chừng cha giảng tới cái điều đó là chớ làm sự dâm dục, con mừng quá là vậy con biết con quên cái dù chỗ nào rồi đó. Như thế thì đó, yes, Donald Trump là cái loại mà lúc lo đó là tại vì chớ tham của người, mà khi mà thoáng ra cái chớ làm sự dâm dục là khỏe liền tức khắc đó. Tại sao Bill Barr không có nói lên cái điều đó? Rồi tại sao mà những cái nhóm mà việc cuồng Trump của Việt Nam trong đó đó có những gọi là linh mục hay là tu xuất đó, ông giáo hoàng của mình, ông chủ chăn của mình ở Vatican đó mà còn chỉ trích Trump thậm tệ đó, tự nhiên có một đám linh mục địa phương local của Việt Nam đó, mà xin lỗi, chắc chắn là 4 năm học ở trong trường dòng tiếng Anh cũng chưa rành nữa, tôi có guarantee luôn đó. Rồi mấy ông thầy tu xuất nữa, tự nhiên đứng chụp cái hình căng cái bảng chúng tôi ủng hộ Trump. 10 điều răn ở đâu vậy? Mà Donald Trump đi ngược với tất cả những cái nguyên tắc của 10 điều răn, đi ngược luôn cả cái ông chủ chăn của ông giáo hoàng của mình nữa đó, mà mình MAGA làm sao? Cho nên tự nhiên tôi nhìn thấy nó là mấy người này thực sự đi vô trong nhà dòng, tụi bay có học được cái gì không vậy? Hay là học nửa chừng tu xuất ra kiếm gái học được cái gì không vậy? Cái đó là cái mà tôi nhìn thấy nó là khi mà người ta đã cuồng rồi, như tôi đã vẫn nói đó, cái con bò, nó là con bò nhưng mà nó là con bò thiên, thì mà chúa của mình với lại ông chủ chăn của mình cũng không bằng cái con bò thiên này nữa. Và những người đó là những người nói rằng là chúa sáng tạo ra Donald Trump. Hỏi thử Đức Giáo Hoàng, hỏi thử chủ chăn của mấy ông đó, coi là chúa có sáng tạo ra Donald Trump hay không. Đó là cái dấu hiệu đặc biệt của cái đám cuồng Trump, nó lạ lắm. Từ linh mục cho tới tu xuất, rồi ngay cả một tên ngày hôm nay, đang mới ngày hôm nay tôi vẫn nói rõ đó, đang là một cái thứ thằng lằn rắn mối, mình không biết tiền ở đâu bơm cho nó, ngày hôm sau nó lập ra một cái chỗ nào đó, nó có tiền nó mua đất, nó lập ra một cái chỗ gì đó, tự nhiên nó mặc áo cà sa vô nó trở thành hổ mang liền. Thằng lằn rắn mối mà trở thành hổ mang, rồi nói những cái chuyện trên trời dưới đất như vậy mà cũng có cuồng Trump lại. Tôi đọc những cái bài tôi mới dựng mình đến trời ơi, cái ông cuồng Trump này là cái tay mà ủng hộ cho một khổ mang. Rồi tôi nhìn những cái hiện tượng như là
nào là mình vừa là luật sư mà mình vừa là dân cử nữa, đi về Việt Nam mẹ lại cái đám Nguyễn Phú Trọng rồi nói là Việt Nam bây giờ đẹp, tốt đẹp hơn cả Mỹ nữa. Không có một đứa cuồng Trump nào chỉ trích những cái câu đó hết là sao, hay là lẻ tẻ thôi. Còn nếu mà giả sử một cái người thường mà người ta nói lên sự thực đó thì gọi là tấn công người ta, thí dụ như vậy. Rồi bây giờ nhìn lại giống như tôi nói trong chương trình lần trước đó, ngay tại San Jose này, ngay tại chỗ mà tôi ở này, một luật sư mà gọi là công khai viết bài chửi nát tị nạn hết, rồi ca tụng Hồ Chí Minh, rồi như có Bác Hồ cái con mẹ gì đó, không một đứa nào dám 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 lên tiếng nói, chỉ có một mình tôi dập nát luôn, dập banh càng luôn đó. Thì tôi hỏi rằng là bây giờ cái tay đó là cái tay cuồng Trump, thì quý thính giả cứ 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 nhìn đi, nhìn tất nhìn và nghe những lời nói mà vô duyên vô cớ vô nghĩa là stupid của những cái lũ cuồng Trump như vậy, từ đạo nào cũng có hết đó, thì mình mới hiểu rằng là khi mà người ta đã lên đồng tập thể rồi đó thì thôi mình khỏi nói nữa. Cái nhiệm vụ của tôi là tôi nói lên sự thật, tôi nói là mỗi ngày mà nhiều khi cái phẫn nộ của tôi đó, cái lời hơi khó nghe nhưng mà yes, nó cũng giống như mà thuốc đắng vậy đó, mình uống mới đầu mình thấy đắng nhưng mà từ từ đó mình thấy nó không có khó nghe y như vậy nữa đâu, là tại vì sự thực muôn đời nó cũng vẫn là sự thực thôi à. Một cái tay như là Bill Barr mà bây giờ thứ nhất cuồng Trump một cách stupid như vậy, nó mà bây giờ cứ nói là đi đi ra mà còn giảng đạo nữa thì thấy mẹ nó rồi. Tôi chỉ khép lại cái câu chuyện này bằng một cái điểm nó tốt đẹp hơn nè. Khi mà tôi thấy Bill Barr chà đạp lên cái bộ tư pháp đó, tôi nhớ có một lần tôi đi lên New York, mà nếu mà những thính giả mà cư dân ở New York thì sẽ biết cái điều tôi nói. Mình đi qua cái Superior Court là cái tòa 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 án hình sự ở ở New York đó, thì một cái building thật là lớn vậy đó, nó chạy một cái hàng chữ. Tôi đọc cái hàng chữ đó thì mình mới biết đó là cái hàng chữ đó là của cái ông tổng thống của Hoa Kỳ mà ông George Washington tổng thống đầu tiên đó. Ông nói là cái sự điều hành công lý mà công minh đó, nó là một cái cột trụ vững chắc cho cái nền dân chủ. Nó là một cái pillar, một cái cột trụ vững chắc của mình nền dân chủ. Nhờ tôi đọc cái câu đó mà tôi yêu cái nghề làm luật của tôi hơn đó, điều hành công lý một cái cách công minh. Bây giờ một cái lũ mà từ Moscow Mitch nè, rồi Lindsey Graham nè, từ Bill Barr nè, tụi nó chà đạp cái bản hiến pháp để nó muốn làm gì nó làm, để nó làm gì vậy, để mà nên thứ nhất là cho cái đám da trắng cực đoan của tụi nó, cái điểm thứ hai là cho cái chủ nghĩa đó là chỉ có đạo Thiên Chúa mới xứng đáng thôi, không mấy đạo khác không không bằng đó. Đó là một cái suy nghĩ như vậy, mà tiếc thay có một cái đám cóc cắn Việt Nam cũng tin rằng là cái đó cái điều những cái điều này là cái điều đúng, cho nên sụp lại dù là con bò hay là dù là một cái dương vật thiên đi nữa cũng đáng lại hết, thì thôi cứ tiếp tục mà lại trở lại với Lê Ngọc. Vâng, thưa với lại quý thính giả, qua những cái mẫu chuyện mà luật sư Duyên gửi đến cho quý vị, xen lẫn với những tin tức mà anh em của chúng tôi gửi đến cho quý vị đi, thì Lê Ngọc có một cái câu chuyện này gửi đến cho quý vị, nhưng nó cũng liên quan đến Tổng thống Donald Trump nha, thưa quý vị. Trước tiên thì hãng thông tấn AP họ đã đưa cái tin gì thì Lê Ngọc sẽ từ từ gửi đến cho quý vị. Nhưng mà trước nhất, quý vị còn nhớ lại đất nước Slovenia. Thì khi mà nói đến đất nước này, Slovenia, thì đó chính là nơi mà đệ nhất phu nhân Melania Trump sinh ra. Thì cái câu chuyện này Lê Ngọc sẽ gửi đến thưa quý vị, bắt đầu từ một cái bức tượng. Cái bức tượng này kích thước giống như là của bà Melania đã được dựng lên ở ngay tại ngoại ô của Slovenia, đã được khánh thành trước đây. Quý vị còn nhớ là trong cái lễ nhậm chức của ông Donald Trump để trở thành Tổng thống Donald Trump vào năm 2017, thì trong cái lễ nhậm chức này, cái hình ảnh mà quý vị thấy rất là đẹp của đệ nhất phu nhân, bà Melania, bà bận một cái áo đầm màu xanh, bà vẫy tay với lại cái glove mà bà đeo cũng là màu xanh. Thì có một cái tác phẩm điêu khắc được thực hiện bằng cưa máy và mô tả bà Melania Trump trong chiếc váy màu xanh, giơ tay trái lên vẫy. Đó là cái tư thế mà bà mỉm cười rất là trang trọng, rất là đẹp đẽ trong cái lễ nhậm chức
năm 2017 của ông Donald Trump. Thì cái hình ảnh đó đã được một người ở Slovenia đã khắc lên để mà thành rồi, để ngay trong trên một cái hòn đá của Slovenia, thưa quý vị. Nhưng mà cái bức tượng này cũng được rất nhiều những sự họ ủng hộ, nhưng bên cạnh đó cũng có những cái ý kiến trái chiều, và đặc biệt có một số người cho rằng đây giống như là một cái bức tượng bù nhìn. Nhưng mà thưa quý vị, dù gì thì người dân địa phương ở đây họ cũng kiếm được rất là nhiều tiền. Vì có rất nhiều người họ đã đến Slovenia sau cái ngày lên chức của ông Donald Trump. Mà mới đây thôi, cái câu chuyện mới đây từ cái bức tượng của đệ nhất phu nhân Melania Trump ở Slovenia bị chê giống là một bù nhìn. Thì Lê Ngọc gửi đến cho quý vị một cái bản tin mà Lê Ngọc thấy ở hãng thông tấn AP, thưa với lại luật sư Duyên, thì lại có một cái bức tượng, mà bức tượng này là của Tổng thống Donald Trump. Bức tượng họ cho rằng đây là một bức tượng nhạo báng của ông Donald Trump, thì lại bị đốt cháy mới đây ở Slovenia. Thì không biết là luật sư Duyên có ghi nhận được cái sự kiện này, và có thể tiếp tục cùng với Lê Ngọc để cho quý vị thính giả biết là tại sao cái bức tượng lại bị đốt cháy ở Slovenia, thưa với lại luật sư Duyên. Cái lý do là tượng bị đốt cháy thì cho tới giờ phút này không biết, nhưng mà ông thị trưởng thành phố thì ông đang cho điều tra. Mà cái thành phố đó, một thành phố nhỏ, nó tên là Ljubljana, Ljubljana của ở Slovenia đó. Cái thời mà chiến tranh của Việt Nam thì quý thính giả nhớ là mình lúc mà còn cái chế độ Xô Viết đó, thì mình nghe nói rằng là có cái nước tên là nước Tiệp Khắc đó, nó gồm có hai nước, nó là Czecho với lại Slovakia, nó ráp lại thành ra nó mới có một cái tên dài là Czecho Slovakia, mà Việt Nam mình gọi là Tiệp Khắc đó. Rồi sau khi mà bên Xô Viết tan rã đó thì hai cái nước đó tách ra làm đôi, một bên là Czecho, một bên là Slovenia. Làm là thì cái bà đệ nhất phu nhân của mình, bà đã đi là cái người mẫu, người đẹp của nước này mà. Rồi bà cũng đi di dân bất hợp pháp qua, thì đi vô làm người mẫu cho Donald Trump. Rồi hai năm sau thì bà gặp Donald Trump, thì đó cái chuyện về sau rồi. Mình không nói. Bây giờ mình quay trở lại là cái tượng mà của Donald Trump đó, là ở tại cái nơi mà bà đệ nhất phu nhân sinh ra đó, nó làm hai cái tượng. Thì Lệ Ngọc cũng đã nói rồi, thì cái tượng này ngộ lắm, là cao lắm, cao khoảng 8 thước, rồi cũng cái hình dạng của hình, nhìn cái hình là mình biết là người là chọc Donald Trump rồi, đó là hình Donald Trump mà. Rồi cũng làm cũng giống như là cầm tay cung lại, cũng giống như là cái kiểu mà tượng thần tự do của Mỹ, đại khái như thế. Thì bây giờ thì đã bị đốt rồi, nhưng mà cái ông mà làm cái tượng này đó, tại vì cái tượng này bằng gỗ mà, thực sự đốt là cháy thôi à. Nhưng mà nếu mà đã là làm bằng gỗ thì ông, nếu mà ông muốn làm lại thì ông làm lúc nào cũng được đó. Nhưng mà mình chỉ biết là bây giờ ông nói rằng là những cái người mà tới cái tượng của ổng thì nó có một cái chữ, cái nút mà mình bấm một cái đó, thì tự nhiên đang là một cái người bình thường như là Donald Trump vậy, bỗng nhiên nó phun lửa, nó xô cái ác của Donald Trump ra. Thì ổng nói rằng là tất cả cái những cái khuôn mặt công cộng mà cái gì cũng vậy đó, cái tượng này nó có hai mặt, một mặt là rất là human và rất là nice, và cái mặt khác thì là cái mặt ác quỷ. Thì một bên là rất là nhân bản, một bên là ác quỷ, thì bấm cái nút là vậy. Thì cái đó là cái giải thích của ổng. Còn thì mà tôi nghe cái giải thích của ổng đó, thì tôi nói rằng là cái đó thì ông cái tùy cái trong cái the eyes of the beholder mà, đẹp xấu tùy người đối diện. Thì tôi cũng nói rằng là yes, Donald Trump cũng có hai mặt, một mặt tồi, một mặt tệ đó. Nó bình thường nó thì rất là tồi, mà khi ác lên, xin lỗi, bình thường thì chỉ có tệ thôi, có nghĩa là dở với dốt thôi, đó là một con người bình thường. Nhưng mà mỗi một lần mà mở miệng ra là thêm cái tồi nữa, có cái nghĩa là những cái dơ bẩn, những cái ác, những cái phun xịt ra đó. Thành ra ông nói là một cái chỗ, một nền cái tượng của ông là một người đàng hoàng với lại một con ác quỷ đó. Từ lúc mà tôi biết Donald Trump, trước khi Donald Trump ra tranh cử nữa, lúc mà Donald Trump lên TV mà làm cái show mà The Apprentice đó, thì tôi đã nói rằng là một cái tên mà đi lên trên TV mà phù mỏ như vậy đó,
thì không có một cái điểm nào mà tốt hết, cái gì cũng là nó không à, nó ra you are fine rồi đó. Tôi nghe you are fine, tôi đúng rồi, tôi coi cái show đó tôi nói rằng là cái thằng này chắc là nó tồi lắm chứ không phải là thường, đúng y chang. Tới chừng ra làm tổng thống thì đúng là một mặt tồi một mặt tệ mà. Cứ có một cái câu nói thì này nó lâu rồi, nhưng mà gần đây đó thì người ta dùng cái câu nói đó, người ta nói về cái bộ óc của Donald Trump. Thực sự ra giống như tôi nói đó, cái câu nói này người ta đã trước rồi, người ta nói mấy cái người ngu đó, thì bây giờ người ta áp dụng cái câu đó. Ta nói cái bộ óc của Donald Trump nó có hai bên, một bên left đó là bên trái đó, một bên left với bên right đó. Mà bên left thì không có cái gì right hết đó, còn bên right đó thì không còn gì left hết trơn đó. Đó là người ta nói về cái đầu của Donald Trump. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, thưa với lại quý vị, khi mà luật sư Duyên gửi về những cái nhận định của ông cho quý thính giả thì Lê Ngọc cũng sực nhớ lại bên cạnh đó, thưa với lại luật sư Duyên, có 1/3 cử tri của Hoa Kỳ thì họ lại nghĩ hoàn toàn khác. Thành thử cái điều này, cái con số này thì chúng ta cũng thấy cũng chỉ ở khoảng 1/3 hay là 1/3 người dân Mỹ thì lại nghĩ hoàn toàn khác với những gì mà luật sư Duyên vừa mới gửi đến. Thì cái điều này luật sư Duyên nghĩ công nhận là đúng hay không? Luôn luôn, đó là nhân loại mà. Chính vì có cái 1/3 đó mà Chúa Giê-xu bị đóng đinh đó. Chính vì 1/3, cái số 1/3 đó mà cái ông Đạt Ma Tổ Sư sống không nổi ở bên Ấn Độ, mới gọi là du hành về phương Đông, mới 9 năm diện bích mà lập ra cái đạo Phật ở bên Trung Quốc đó. Luôn luôn cái gì nó cũng có cái mặt đúng, cái mặt cái gì đó, có người ủng hộ hay là không ủng hộ. Nhưng mà cái sự thực nó mãi mãi là sự thực. Thì yes, cái câu mà Lệ Ngọc nói 1/3 thì còn hơi thấp đó, nó vào khoảng 42-40% cho tới 45% mà. Thì cái số đó là cái số người mà họ bây giờ họ nói rằng là tôi không cần biết. Chính những người này đó, những người này họ cũng biết nữa, họ nói rằng là Donald Trump là thằng jerk. Đây là trên những cái phỏng vấn trên đài Mỹ đó nha. Một tay dân biểu Cộng Hòa nói là I know là he's a jerk, nhưng mà he đang làm những cái agenda rất là tốt cho nước Mỹ. Tức là tôi, mà trong Việt Nam tôi cũng nghe cái câu đó, tôi biết nó điếm nhưng mà nó đang làm tốt cho nước Mỹ. Thành ra trở lại nói rằng là hoàn toàn khác đó, thì có lẽ là anh Duyên đồng ý với Lê Ngọc đó, là cái 45% là 45% họ ủng hộ Donald Trump. Ngay cả Donald Trump đó có những cái số người mà nói rằng là Donald Trump nghĩa là điếm hay là làm bậy hay là ma cạo hay lưu manh gì đó, họ vẫn ủng hộ là bởi vì Donald Trump thực hiện những cái điều họ muốn. Thì cái đó là 45%. Còn những cái người mà gọi là tôn thờ Trump mà vô điều kiện đó thì chắc có lẽ là 1/3 như Lệ Ngọc nói, hoặc là còn ít hơn 1/3 nữa. Thì nghe cái con số 1/3 đó thì anh mới nhớ rằng là yes, ở bên Ấn Độ đó có những cái khu vực mà họ thờ, cho dù mình ở ngoài mình nói rằng là đây là con bò, nhưng mà đối với họ là con bò thiên. Cho dù mình nhìn vô mình nói cái này chỉ là một cái bộ phận rất là dơ bẩn của đàn ông mà, nhưng mà cái đó là vật thiên. Thành ra yes, sẽ có một cái số người luôn luôn họ nhìn cái gì mà họ đã thấy là thiên rồi đó thì họ xì sụp họ lại no matter what. Anh Duyên nói là cái hiện tượng gần đây mà anh Duyên vẫn hay đùa đó, anh Duyên nói mẹ Trịch Thượng Sư đó, một cái nhân vật mà xin lỗi chả có chữ nghĩa tư cách, chả có quá gì hết á, lên ăn mặc như là đồng bóng, cái miệng nói thì giật giật méo méo, nói qua nói lại như vậy mà đã cũng đâu một thời gian thì không có lâu, cũng ngắn thôi, cũng có bao nhiêu người xì sụp lại rồi, còn nhiều người còn nói với anh ông Duyên chê người ta, chứ còn ngay cả đó là có kỹ sư bác sĩ rồi cũng lại nói, thì mấy kỹ sư bác sĩ đó cũng ngu như vậy đó mà. Cho nên mình chính vì những cái hiện tượng đó cho nên mới có cái người mà người ta vỗ ngực, người ta nói tôi là Trịch Thượng Sư, một cái là tự nhiên xì sụp lại, rồi thằng lằn rắn mối mà mặc áo cà sa vô cũng có một cái lũ xì sụp lại. Yes, có 1/3 cái nhân loại này mà sở dĩ mà nó tồi đến như vậy cũng có thể là chỉ vì 1/3, 1/4 đó mà nó tồi đến giống như ngày hôm nay. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, đó là cái sự đa dạng trong đời sống của chúng ta, để cho chúng ta từ những cái sự việc này thì chúng ta thấy rõ ràng điều ác, điều thiện, cái tốt, cái xấu nó rất là rõ ràng, phải không quý vị thính giả? Cũng giống như là cái vấn đề đạo đức và cái vấn đề kinh tế, thì chúng ta ở phương diện nào, hay là chúng ta ở một cái sự kiện mà nó tương đối
Tại vì thật sự đời sống trong chúng ta, cái vấn đề kinh tế nó cũng là một cái điều quan trọng. Nhưng bên cạnh đó, vấn đề đạo đức hẳn nhiên nó là một cái đóng góp rất là quan trọng để mang đến cái tư cách, cái cá nhân của chính chúng ta. Thì từ những cái sự kiện này, thưa quý vị, Lê Ngọc mời quý vị trở lại với một cái bản tin mà nó thực tế hơn. Nó sẽ cho quý vị biết cái vấn đề xảy ra, cái ảnh hưởng đến kinh tế của nước Mỹ như thế nào. Thì đây là một cái tin từ hãng thông tấn AP cho biết, phó thủ tướng của bên phía Trung Quốc, đó là ông Lưu Hạc, trưởng phái đoàn đàm phán sẽ tới Washington vào tuần tới, thưa quý vị. Vì quý vị cũng đã nghe anh em của chúng tôi tường trình, ngày 15 tháng 1 đó là cái ngày thật sự cái giai đoạn một thỏa thuận của cái cuộc thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc có sẽ được ký hay không. Thì hiện nay đó là ngày 15 tháng 1, thì Washington, có nghĩa là Hoa Kỳ, đã tạm ngưng cái việc gia tăng thuế quan. Tiếp theo, cái loan báo đạt thỏa thuận được ở giai đoạn 1 hồi tháng 10 của năm ngoái. Tuy nhiên thì những cái mức thuế quan nặng nề giữa hai bên cùng đưa ra trước đó để mà đáp trả lại lẫn nhau, để mà đánh vào rất nhiều mặt hàng hóa của nhau lên tới hàng tỷ tỷ Mỹ Kim, thì hiện nay vẫn tiếp tục được duy trì, cũng đã khiến ảnh hưởng cho tới nền thương mại thế giới và đe dọa cái mức phát triển kinh tế của nước Mỹ và của toàn thế giới. Thì thưa với lại luật sư Duyên, có một cái sự lên tiếng, cái sự lên tiếng này có lẽ là đại diện của những người nông dân, thì họ có nói đến cái số tiền mà được chính phủ của Tổng thống Donald Trump giúp đỡ, đó là cái quỹ cứu trợ trị giá khoảng 28 tỷ Mỹ Kim của Tổng thống Donald Trump. Thì những người đại diện cho khối nông dân này họ nói rằng cái số tiền 28 tỷ này hoàn toàn không có xứng đáng với cái cuộc chiến thương mại. Thì luật sư Duy nghĩ như thế nào về cái lời lên tiếng của một số lãnh đạo trong ngành nông nghiệp, họ vẫn chỉ trích mạnh mẽ cái ảnh hưởng, cái hậu quả của cuộc chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, thưa với lại luật sư Duy? 28 tỷ họ đưa ra cho đâu khoảng hình như là 500 cái nông gia ở mấy cái tiểu bang đó. Quý tín giả cứ tưởng tượng đi, bây giờ vậy. Mà trước hết đó là cái sự phân phối đó, nó lọt vô tay những cái công ty nông nghiệp mà lớn của Mỹ thôi. Tại vì nói rằng là phân phối 28 tỷ này phân phối theo cái production, có nghĩa là sản xuất nhiều thì lãnh nhiều, mà thì còn sản xuất ít thì lãnh ít mà. Cho nên rốt cuộc lại những cái người mà người ta làm nông trại nhỏ đó thì người ta vẫn bị gặp khó khăn, rồi cuối cùng nợ nần chồng chất. Mình nghe trên đài NPR mà phỏng vấn đó, cái số đơn phá sản trong những cái vùng đó, trong mấy nông trại nhỏ đó, nó vọt lên khoảng chừng mấy chục phần trăm lên, nó 20 mấy phần trăm đó. Thì tóm lại là những cái anh chàng giàu sụ tiếp tục được hỗ trợ, những cái người mà trung cấp hoặc là khó khăn thì lại càng khó khăn thêm. Cho nên người ta nói rằng là bây giờ tôi đâu có cần tiền đâu. Quý tín giả cứ tưởng tượng đi, tôi nói thí dụ như vậy để cho nó dễ hiểu nè. Bây giờ giả sử mình là chủ một cái tiệm phở, bây giờ vì một cái lý do gì đó mà vì một cái điều gì đó mới làm cho phở của mình, cái tiệm phở mình đang bán thí dụ 1.000 tô mỗi ngày, bây giờ còn bán được có 300 tô mỗi ngày thôi, khách đi tới thưa thớt, rồi một cái chính phủ mới nói là thôi bây giờ tôi cho tiền, ông đừng có lo ông lỗ mà tôi cho tiền. Cái kẹt là cho tiền tôi thì tôi lấy năm 2018 tôi lấy một số tiền, thì tôi sống năm 2018, năm 2019 tôi lấy một số tiền, tới năm 2020 đó mà ông nói là ok, ông sửa luật để cho tôi bán phở một cách ngon lành đó, thì thứ nhất người ăn có thể người ta cũng đã, thứ nhất là cái tiệm phở của tôi đã sa thải nhân viên quắc hết rồi, rồi cái người bếp mà hồi đó mà nấu cho tôi mà ngon bây giờ đi rồi. Bây giờ tới chừng mà ông đổi luật cái đó, tôi tìm người bếp giỏi không ra, những cái người làm việc bây giờ tuyển lại họ đi đâu mất hết rồi, thì cái tiệm phở của tôi cũng phá sản thôi à. Cái đó mình cho nó dễ hiểu. Thì các cái nông trại cũng vậy, một cái nông trại người ta, những nhất là những cái nông trại mà trung hoặc là nhỏ đó, những cái máy móc là những máy móc người ta không có mua. Mà quý tín giả trong cộng đồng Việt Nam mà làm chủ hãng tiện hay là chủ những cái hãng điện tử biết rằng là có những cái máy đó mình không có tiền mua, mà mình lease
hoặc là mình mướn, đại khái nó như thế. Thì bây giờ cái những cái nhà làm những cái nhà nông đó, người ta cần những cái máy móc để mà người ta canh tác, rồi người ta cần những cái người quen việc. Năm 2018, năm 2019 tự nhiên bị gặp khó khăn, cái là tất cả những cái bill là lease nó vẫn về, mấy cái hãng nó cứ đòi, rồi nhân công cứ bỏ đi, rốt cuộc lại đó người ta đã ngập đầu rồi. Thứ hai nữa là người ta gọi là gặp khó khăn ghê lắm rồi, mà nhà nước thì bỏ tiền xuống, nghe 28 tỷ thì nhiều nhưng mà cũng chỉ là nhỏ giọt thôi. Khi mà bỏ xuống như vậy rồi đó, thì tóm lại là một cái lúc nào đó mà Lưu Hạc ký lại nói là Trung Quốc sẽ mua của Mỹ nữa đó, thì liệu người ta phải tốn tiền, người ta đầu tư trở lại để người ta mới phục hồi lại cái hoạt động của cái hãng người ta, thì lúc đó lại thêm một cái số tiền nữa. Cho nên mấy cái người nông dân bây giờ người ta chán chường lắm, người ta nói rằng là cái chuyện mà 28 tỷ mà chia đều ra đó không có ăn thua gì so với lại cái thiệt hại mà tụi tôi chịu bởi cái trade war đó. Cái đó là cái đó là nó rõ như vậy rồi. Còn nhìn từ một cái góc nhìn khác, 28 tỷ đó, mình nói là Donald Trump cứ tự hào nói là từ lúc mà mình đánh Trung Quốc đó, tự nhiên là cái ngân khố của mình tăng lên được một số tiền là mấy chục tỷ. Cái câu trả lời là yes, mình tăng tiền thuế lên thì dĩ nhiên tăng thuế thì tiền thuế đi vô trong cái ngân khố, nhưng mà đi vô ngân khố nhưng mà ai trả cái tiền đó? Là những cái hãng sản xuất, những cái người tiêu thụ giống như mình trả, chứ Trung Quốc đâu có trả đâu. Nó đi vào trong ngân khố, thí dụ đi vào được 50 tỷ đi, đưa mẹ nó ra 28 tỷ để mà cứu nguy rồi, thành ra ngân khố có lợi được bao nhiêu đâu, mà cả một cái kinh tế của mình nó cứ bị suy sụp vì cái chuyện đó. Mà vậy thì cái chuyện mà Lưu Hạc đi qua đó, nó cũng y hệt như là cái hiệp ước mà Mỹ mà với lại Trung Quốc với Canada, yes, có sửa chữa chút đỉnh nhưng mà tới chừng ký lại rồi nó cũng 80%, 90% nó y như cũ thôi à. Nhưng mà nó chỉ có cái thay đổi là cái mark đó là Trump, có cái chữ Trump ở trong đó là Trump vui rồi. Vậy thì ông Lưu Hạc, ông sẽ qua, ông ký, nhưng mà lần này ông đi qua, ông ký đó, nhiều phần nó trở lại như cũ. Mình đã nói bao nhiêu lần rồi, cái chuyện mà quan trọng nhất là làm sao cho Trung Quốc đổi cái lối làm ăn cà chớn của họ, đổi cái việc mà ăn cắp tài sản trí tuệ rồi gọi là lũng đoạn tiền tệ. Yes, tất cả những cái điều đó là mình làm, nhưng mà nếu mà mình muốn làm cái điều đó đó là mình phải tạo những cái thị trường lớn hơn. Có nghĩa là mình Canada, Mỹ với lại Âu Châu đó, mình phải là thành một cái khối tự do, một cái khối mà người ta nghĩ rằng là làm ăn đó phải là làm ăn đàng hoàng. Đằng này mình lại phá vỡ hết mấy chỗ khác rồi mình qua mình đối đầu với Trung Quốc. Đối đầu như vậy thì dĩ nhiên hai bên đều mệt mỏi hết. Mà ngay bây giờ nội cái chuyện mà Mỹ cần ký, còn mình Mỹ còn cần ký hơn Trung Quốc nữa. Dĩ nhiên Trung Quốc cũng cần ký, Trung Quốc cũng đâu cũng phải lo sợ về kinh tế mình chứ. Nhưng mà giữa hai bên mà cần ký như vậy thì Mỹ cần hơn. Mà Mỹ cần hơn như vậy, những cái điều mà Mỹ yêu cầu Trung Quốc, nào là Huawei, nào là cái bà Mạnh Vãn Chu, rồi nào là những cái tài sản trí tuệ này nọ đó, liệu Trung Quốc có chịu nhượng bộ cho mình hay không đó, thì mình chờ cái văn bản mà ký ra rồi mình mới biết. Nhưng mà nhiều phần dùng cái common sense của tôi đó thì tất cả nó cũng trở lại y như cũ, thay đổi chút chút cho vui vậy thôi. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, thưa quý vị, ông Lưu Hạc này sẽ có mặt ngay tại thủ đô Washington trong ngày 13 vào tuần tới đó nha, thưa quý vị. Nhưng mà có một cái lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, thưa với luật sư Duyên, trong ngày hôm qua. Ông thông báo là sẽ có những cái cuộc đàm phán về giai đoạn 2 của thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ được khởi động một cách rất là nhanh chóng sau cái ngày lễ ký thỏa thuận ở giai đoạn 1. Nhưng mà ông lên tiếng, ông cho rằng là cái giai đoạn 2 này sẽ phải mất một thời gian, và ông nghĩ rằng cái sự chờ đợi mà để mà hoàn tất cái thỏa thuận, ông nghĩ có thể là sau cuộc bầu cử, bởi vì Tổng thống Donald Trump đã cho rằng là ông có thể đưa ra một cái thỏa thuận tốt hơn
và cái thỏa thuận này tốt hơn nhiều, nhưng mà phải chờ tới cái kết quả của cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay, thưa quý vị. Thì thật sự chúng ta sẽ chờ đợi coi cái kết quả nó như thế nào. Có quá nhiều những cái nhận định, nhưng mà những cái nhận định này thì đó chỉ là những nhận định, còn cái kết quả thật sự là do chính cái kết quả của cái lá phiếu của cử tri Hoa Kỳ vào tháng 11 năm nay. Có một cái điều mà không biết khi mà nói đến như vậy đó, thưa với lại luật sư Duyên, cái cảm nhận, cái cảm xúc của luật sư Duyên như thế nào, trong khi mà chúng ta cũng có nhận được rất nhiều những cái tin tức. Có lúc thì cho rằng là chắc chắn Tổng thống Donald Trump ông sẽ thất cử với tất cả những sự việc xảy ra, hoặc là ông sẽ chiến thắng một lần nữa để làm chủ nhân của Tòa Bạch Ốc trong vòng 4 năm nữa, thưa luật sư Duyên. Mình cũng dùng những cái con toán mà gọi là cụ thể thôi, không có. Thứ nhất là năm 2016 là cái năm mà Nga tấn công lũng đoạn cao độ nhất để mà ủng hộ Trump, mà lúc đó nước Mỹ không có bao giờ ngờ được tới đó, thì cái đó là cái năm 2016. Mà ngay cả với cái sự ủng hộ của những cái đám cuồng Trump mà nói rằng là Make America Great Again, của cái nhóm mà da trắng cực đoan, nào là của Evangelical, rồi những cái đám KKK ủng hộ cuồng nhiệt đó, đưa đầy đủ cái tin giả hết, trong khi dân mà mình bất ngờ đó. Và nhất là thêm cả một cái nữa là những cái người mà gọi là ai cũng nghĩ rằng là Trump chắc chắn sẽ thua, là tại vì thăm dò mà Trump luôn luôn cũng thua hết đó. Đa số những người mà có cái lá phiếu đó, họ nằm ở nhà, trong khi cái đám cuồng Trump mà nó muốn lấy lại, nó nói là lấy lại cái nước Mỹ của họ đó, thì họ rần rần họ đi ra, họ đi bầu. Tất cả những cái thuận lợi như vậy đó mà so ra đó, Trump vẫn còn thua Hillary Clinton là 2.9 triệu phiếu, gần 3 triệu phiếu. Thì 2.9 triệu phiếu lúc đó mà đã thua rồi. Thắng ba cái tiểu bang, mà ba cái tiểu bang nhỏ đó, tổng cộng cái sự thắng đó chỉ có hơn Hillary, trong cả ba tiểu bang chỉ hơn có 70 ngàn phiếu thôi. Thì mình nói như vậy để là mình hiểu rằng là vì những cái, trong những cái yếu tố mà thuận lợi nhất đi nữa đó, Trump thắng, một là nói trong toàn nước Mỹ đó thì thua, thắng ở mấy cái tiểu bang kia là thắng treo meo. Thành ra bây giờ 3.5 năm nay cái bộ mặt thật của Donald Trump đã lộ ra rồi, và bây giờ cái sự lo sợ đó là nó đã nhiều rồi. Ngay cả những cái người nông gia ở những cái tiểu bang mà khó khăn đó, người ta cũng đã thấy cái sự mà mặt thật rồi, nhiều phía lắm. Và từ năm 2016 tới nay đó, Trump chưa bao giờ làm một cái nỗ lực, mình mà là tổng thống đó, thì ngày xưa thì mình có một phe bên mình, một phe chống mình. Bây giờ mình lên rồi đó, thì mình là tổng thống của cả nước mà, mình phải tranh thủ cái đám bên kia. Đằng này Donald Trump không bao giờ tranh thủ nổi cái đám bên kia hết á, mà cứ co cụm vô cái đám của mình nó bắt đầu nó cứ một nó phải soi mòn đi mất cái tự nhiên nha. Thì nếu mà dùng một cái phân tích mà toán học một cách bình á, thì chắc chắn là không thể nào mà Trump thắng nổi cái năm 2020 hết á. Còn nếu mà cái chuyện gì đó nữa xảy ra thì anh Duyên không biết. Nhưng mà nội cái cộng đồng Việt Nam nè, đa số chúng ta không có để ý tới chính trị. Thành ra cứ cuồng Trump ấy, mà cứ hỏi tại sao mà ủng hộ Trump. Ô, Trump làm lợi cho Việt Nam. Mình hỏi thêm câu nữa, làm lợi hồi nào, làm lợi chỗ nào thì họ biết. Thì ngay bây giờ đó, trong cái nhóm mà gọi là cuồng Trump của Việt Nam đó, cũng có họ làm những cái nỗ lực, họ nói là phải ráng làm sao để mà cứu tổng thống. Bắt đầu họ đi gọi vòng, họ nói chuyện với những cái người mà chống Trump đó, họ nói ông Trump ông tốt như thế này mà gọi tới đâu là bị tạt vô mặt tới đó hết trơn đó. Thì cái đám mà gọi là cuồng mà nghĩ rằng là Trump vẫn còn tốt đó, yes, lúc đầu nó có, mà ai cũng nói nhiều lắm, không có nhiều lắm đâu. Bằng cái bằng cớ mà mình thấy là không nhiều lắm đâu là ở chỗ là nội, mà tôi nghe cái cách mà tôi nghe những cái bình luận ở trong cái gia đình NVR mà này đó, tôi mới thấy rằng là sở dĩ cái hồi xưa đó những cái người mà có cái chính trực đó, người ta không lên tiếng là người ta không có muốn phiền với cái đám dòi bọ đó. Nhưng mà bây giờ người ta nói là không, dòi bọ đó mình phải dập lên đầu tụi nó. Cho nên bây giờ đó
tôi đọc lại những cái lời bình luận mà của những cái người mà nghe đó, ngay cả tôi học từ những cái bình luận đó nữa đó, thì tôi thấy rằng là nội trong cộng đồng Việt Nam mình đó, cái nhóm cuồng Trump đó, bây giờ là thiểu số ghê gớm lắm rồi. Cho nên hôm nọ có nghe Lệ Ngọc gọi nói rằng là khi mà nghe NPR làm ơn bấm cái subscription, bấm cái chữ subscribe đó, tôi nói hồi đó tôi không có để ý con số đó. Bây giờ tôi nhìn lại tôi nói rằng là chỉ trong vòng có hơn 2 năm nay thôi mà con số đó bây giờ lên gần tới 10.000 rồi. Mà mỗi một tuần tôi đều thấy cái số subscription nó lên đó. Điều đó có nghĩa là cái muốn nghe sự thực, muốn nghe một cái những cái gì mà nó thẳng thừng đó, cái số đó nó càng ngày càng đông. Cho nên nhắc lại, nếu mà quý thính giả đang nghe anh em chúng tôi đó, mà nếu mà nghe bằng YouTube đó, làm ơn bấm dùm cái chữ subscribe, là tại vì có đồng ý hay là không đồng ý mà quý vị nghe mà bấm cái subscribe đó, thứ nhất là quý thính giả sẽ nghe thêm những cái thông tin càng lúc càng chính xác của anh em chúng tôi. Thứ hai, nó là một cái nỗ lực chung cùng nhau chúng ta nâng cái dân trí của nhau lên, mà tôi cũng đọc những cái ý kiến của quý thính giả nữa. Và cái điểm thứ ba là khi quý thính giả mà subscribe cho bên phía bên YouTube đó, quý thính giả không có mất gì đó, không có ai charge tiền nhé, không phải là mình ghi danh mua báo gì cả. Mình subscribe có nghĩa là quý tên của quý thính giả trên đó, mỗi lần mà chương trình lên thì họ sẽ báo vô trong cái cell phone của mình hay gì đó. Tôi thì tôi cũng không rành kỹ thuật lắm, nhưng mà tôi biết là thứ nhất không có tốn tiền, thứ hai là gắn liền với anh em chúng tôi. Và những cái con số subscription đó về mặt kinh tế cho radio NVR đó, thì nó có một cái, tôi cũng không rành cái ý nghĩa kinh tế như thế nào, nhưng mà quý thính giả hiểu rằng là Lệ Ngọc và chúng tôi làm toàn là sức riêng của mình, cái chi phí riêng của mình không à. Thành ra nếu mà có thêm một cái thu nhập nào đó về mặt mấy cái hãng truyền thông hay là quảng cáo, đó là quý thính giả giúp cho Lệ Ngọc kéo dài cái chương trình của NVR để mà cùng nhau chúng ta làm cái công tác gọi là dân trí cho toàn dân Việt Nam đó. Mình không có muốn mù nữa, mình không muốn cộng sản hay là cái đám cồn đó, mà làm một cái nguồn duy nhất để về mặt trí tuệ nữa không. Trí tuệ là nó tràn khắp hết đó. Anh em chúng tôi đang muốn làm cái chuyện đó. Thành ra khi xem, nhớ bấm dùm cái nút mà subscribe đó cho đài NVR. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, qua cái sự tường trình của luật sư Duyên thông báo đến cho quý vị thì Lê Ngọc cũng tiếp lời để mà phải nói là cảm ơn tất cả cái sự ủng hộ của quý vị thính giả. Cái con số YouTube thì thưa quý vị cũng biết là làn sóng của NVR cái chính được gửi đến cho quý vị thính giả ở trong vùng DC, Maryland, Virginia là qua làn sóng của xe trên FM 100.3 HD2. Khi mà quý vị lái xe, và Lê Ngọc cũng thấy là cái số lượng mà quý vị thính giả nghe ở trên xe rất là nhiều, gọi đến cho Lê Ngọc hay là quý vị đến thẳng văn phòng của NVR ở ngay trong khu Eden Center rất là nhiều, rồi ủng hộ qua những cái chương trình mà Lê Ngọc phục vụ cho quý vị, qua nào là trong chương trình về healthcare, về Medicare, rồi rất nhiều những cái chương trình về vấn đề tài chính, thì Lê Ngọc đều thấy được là quý vị thính giả, cái số lượng khách hàng của Lê Ngọc đến từ cái làn sóng của đài ở ngay vùng logo. Riêng cái làn sóng YouTube thì cái con số quý vị cũng đã nghe luật sư Duyên gửi đến cho quý vị, thông báo đến cho quý vị, thì đây là ở khắp mọi nơi. Và còn đặc biệt ở trên làn sóng của website của nvradio.co thì Lê Ngọc có theo dõi hàng ngày thì cái con số này cũng đều trên mười mấy ngàn, thưa quý vị. Thì từ YouTube mười mấy ngàn subscriber, rồi đến website nữa, thưa quý vị. Và cái số lượng mà quý vị thính giả nghe trực tiếp trên làn sóng của xe khi mà quý vị lái xe, thì Lê Ngọc cảm ơn cái sự ủng hộ và rất mong là cái con số này càng ngày càng nhiều hơn. Đó cũng là một cái sự đóng góp của quý vị cho với Lê Ngọc trong cái vấn đề tài chính. Nhưng mà trở lại về vấn đề tin tức, thưa với luật sư Duyên, hiện nay cái ảnh hưởng từ những cái lá phiếu của những người nông dân Mỹ, đó là một trong những cái khối cử tri ủng hộ rất là trung thành với Tổng thống Donald Trump, thì hiện nay người ta đang nói đang có một cái sự dao động. Từ cái sự dao động này, từ một số trong những cái lãnh đạo của những nông dân này, họ đã lên tiếng, họ chỉ trích mạnh mẽ những cái chính sách của Tổng thống Donald Trump.
Nhưng bên cạnh đó thì thưa quý vị, cũng vẫn tiếp tục còn cái những cử tri mà họ ở vùng Trung Tây, họ vẫn tiếp tục ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Đó là những cái điều mà ngay cả mọi người chúng ta đều tôn trọng lẫn nhau trong những cái quyết định về cái những cái sự suy nghĩ, nhưng cái sự thật hoặc là những gì đang và đã cũng như sắp sửa xảy ra, đó là cái quyết định chính mà những cử tri Hoa Kỳ họ sẽ bỏ lá phiếu của mọi người chúng ta vào tháng 11 sắp tới này. Thì khi mà nói đến cái vấn đề mà bầu cử nó ảnh hưởng đến rất nhiều trong cái chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump cho năm tới đây, thưa quý vị, thì thưa với lại luật sư Duyên, có một cái cuộc bầu cử mà Lê Ngọc muốn gửi đến cho quý vị thính giả. Đây nó cũng là một cái ảnh hưởng với cái tình hình của châu Á. Thì đó là cuộc bầu cử ở Đài Loan, thưa với luật sư Duyên. Thì cái cuộc bầu cử này Lê Ngọc đang thấy cũng rất nhiều đảng phái ở Đài Loan họ cũng tranh cử tổng thống năm 2020. Và cái sự việc này sẽ xảy ra vào, Lê Ngọc nghĩ hình như là vào ngày mai, ngày 11 tháng 1. Thì luật sư Duyên không biết là trong những cái giây phút cuối cùng này thì anh Duyên có những cái ghi nhận nào, cái sự ảnh hưởng nào ở cái cuộc bầu cử ở tại Đài Loan vào ngày mai, ngày 11 tháng 1. Có đến hơn 19 triệu người dân Đài Loan họ sẽ đi bỏ phiếu để bầu cho vị tổng thống và phó tổng thống lần thứ 15 của Đài Loan, thưa với lại luật sư Duyên. Nhất là giờ này Lê Ngọc trình bày như vậy là chính xác quá rồi. Tức là ngày thứ bảy ở bên Đài Loan là họ sẽ bỏ phiếu. Giờ này thì chắc là ở bên Đài Loan cũng là đã nửa đêm của cái ngày thứ sáu rồi. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là cái phòng phiếu ở bên bên Đài Loan họ mở cửa khắp nơi mà. Và cái dự đoán là chắc chắn là cái bà Thái Anh Văn sẽ thắng đó. Mà đúng là không có ai đoán được về chính trị đó. Chúng ta nên nhớ là hồi năm 2016 đó thì bà Thái Anh Văn bà thắng lớn đó. Bà thắng với cái đa số gần như là landslide đó, là đa số tuyệt đối đó. Nhưng mà khi mà bà lên cầm quyền, cái tự nhiên cái sự ủng hộ của bà đó, người ta ủng hộ bà đó, nó bị soi mòn đi. Thứ nhất là tại vì người ta bà thì bà open cho cái hôn nhân đồng tính, mà người Đài Loan họ chưa có sẵn sàng với cái khái niệm hôn nhân đồng tính mà. Thành ra bà mất sự ủng hộ, cái thăm dò đó, cái số nó rớt xuống. Rồi cái điểm thứ hai nữa là cái tiền hưu cho công chức đó, bà muốn cải tổ cái chế độ đó. Quý tín giả nên nhớ là cái tiền về hưu đó nước nào cũng bị hết đó, là vào cái thời mà kinh tế của thế giới mà thịnh vượng đó, lập ra những cái quỹ hưu, những cái quỹ về hưu, ngay cả ở Mỹ mình cũng vậy nè. Rồi Pháp hổng rài cứ biểu tình liên tục cũng vì là ông tổng thống Macron đó, ông muốn sửa lại cái về hưu. Thì bà Thái Anh Văn cũng vậy, bà muốn sửa lại cái tiền về hưu, bởi vì nếu không sửa đó thì không quốc gia bị. Ngày xưa đó lúc mà lập ra những cái quỹ về hưu đó, cái sự sống của con người đó vào khoảng 60 năm thôi. Bây giờ nước nào cũng lên tới 80 năm hết đó, thành ra cái số người già tiếp tục mình phải trả đó thì là nó là kiệt quệ cái ngân quỹ mà. Thành ra khắp nơi đều muốn sửa lại cái tiền về hưu hết. Bà cũng đang khởi động cái chuyện mà cải cách lại cái tiền về hưu cho Đài Loan. Thì vì như vậy mà bà bị chống đối, cho nên cái số bầu cho bà nó càng lúc càng thấp. Thì nhưng mà nó xảy ra những cái chuyện làm của Tập Cận Bình mà khiến cho bây giờ dân Đài Loan nó giật mình. Những cái việc mà đàn áp người Hồi ở bên Tân Cương, rồi đàn áp ở bên Hồng Kông, tự nhiên mới giật mình. Thì Đài Loan mới nói rằng là nếu mà bây giờ trở lại, người Đài Loan đó nói là nếu mà trở lại cái chuyện mà nhất quốc lưỡng chế đó, một quốc gia mà hai chế độ đó, thì liệu người ta có còn hưởng được cái sự tự do ngày hôm nay hay không? Người ta thấy rõ ràng rằng là nhất là Hồng Kông đó, Hồng Kông vì là một tỉnh của Trung Quốc thì nó đâu có đối kháng được. Còn Đài Loan bây giờ có ngân sách riêng, có quốc phòng riêng, một quốc gia riêng biệt, chủ quyền riêng, thì đâu có ai muốn mà lọt vô cái gọng kềm của Tập Cận Bình, của Hoa Lục nữa, để rồi trong tương lai muốn ứng cử tổng thống hay là muốn ứng cử quốc hội đó, thì những cái người đó phải là đảng cử dân bầu mà, người ta đâu có chịu đâu. Thành ra những cái cuộc phỏng vấn gần đây nhất mà anh Duyên nghe trên NPR đó, họ phỏng vấn đó, thì
những cái giới trẻ họ nói là tôi đẻ ra là tôi là người là Đài Loan, là tôi chưa thấy bao giờ, tôi chưa thấy một anh Trung Quốc nào mà ở đây mà hù tôi nói yes. Chúng tôi chia sẻ cái văn hóa với lại Hoa Lục, nhưng mà chúng tôi là Taiwanese chứ chúng tôi không có phải là Chinese. Chính vì như vậy mà ngày mai này người ta tin rằng là bà Thái Anh Văn cũng sẽ may mắn là bà sẽ thắng lớn. Mà nếu mà bà Thái Anh Văn thắng tiếp tục đó thì cái tình hình Biển Đông nó hay lắm. Là bởi vì Thái Anh Văn mà thắng đó có nghĩa là ngồi trên ghế thêm 4 năm nữa, và cái đảng của bà ảnh hưởng thêm 4 năm nữa. Trong 4 năm đó thì mình hy vọng là Mỹ có thời giờ để mà có một cái chính sách rõ ràng về Á Châu. Từ hồi Donald Trump lên tới bây giờ 3 năm rưỡi đó, sở dĩ mà cái sự hiện diện của Mỹ ở bên Biển Đông mà còn đó là nhờ mấy ông tướng, chứ không phải là nhờ Donald Trump. Mình nói rõ như vậy. Cũng giống như ở Trung Đông đó, sự hiện diện của Mỹ là nhờ mấy ông tướng, rồi bây giờ Trump dưới cái sự chỉ đạo của Putin làm bậy đó, cho nên mình mất hết cái thế của Mỹ ở Trung Đông mất rồi. Mình hy vọng là cái thế của Mỹ ở bên Á Châu không có bị mất, bởi vì cái sự quan hệ giữa Mỹ với Việt Nam đó, nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái sự độc lập của mình. Mà thành ra chính vì Mỹ gọi là cũng 8 nóng 12 lạnh nữa, thì làm không có cái nước nào ở bên châu Á, từ Philippines, Mã Lai, Indonesia vậy đó, họ bực Trung Quốc lắm. Mà họ nói là liệu họ có muốn bắt tay với Donald Trump không? Tại vì bắt tay xong cái Donald Trump buông ra mà ca tụng Tập Cận Bình, rồi nói là sẽ im lặng về vụ Hồng Kông nữa, ai dám bắt tay? Cái đó là những cái chuyện xảy ra như vậy. Thành ra người ta nhận định rằng là ngày mai này nếu mà Thái Anh Văn mà thắng thì bà sẽ có thêm 4 năm, và 4 năm đó mình hy vọng rằng là Mỹ có thêm thời gian để mà chỉnh lại cái chính sách của Mỹ ở Biển Đông nó rõ ràng hơn. Chúng ta cứ nghe hoài à, ông Bộ trưởng Quốc phòng cũng đi qua bên Việt Nam, rồi ông Bộ trưởng Ngoại giao cũng qua bên Việt Nam, người nào cũng làm đủ thứ đó, nhưng mà khi mà nói tới chính sách từ White House á, không có cái gì rõ ràng hết. Và đó là những cái mà mình nhìn cái tình hình Biển Đông. Mà cho nên ngày mai nếu mà kết quả ra mà bà Thái Anh Văn mà bà thắng lớn đó, thì cái đó nó cũng là một cái lợi cho cái tình thế phức tạp ở Biển Đông. Mà chúng ta Việt Nam mình mà ngoài cái chuyện mà tình hình xung quanh còn nội bộ nữa, chừng nào mà cái lũ như là Nguyễn Phú Trọng với là Nguyễn Thị Kim Ngân với Nguyễn Xuân Phúc đó mà bị bứng đi cái quyền hành, để rồi dân mình đừng có bị gọi là đàn áp nữa đó. Mới ngày hôm qua mình nói chuyện về Đồng Tâm đó, là thấy rằng là cái lũ đó nó chả lo gì về dân, lo gì về nước đó, nó chỉ chầu trực ở bên Thiên Triều để mà nó giữ ghế đó thôi mà. Nhưng mà thôi thì cái cuộc bầu cử Đài Loan ngày mai nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới toàn vùng, mà trong đó có ảnh hưởng tới cái chính trị của Việt Nam. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, trước khi mà tạm biệt với quý vị, Lê Ngọc vừa mới sực nhớ trong những ngày vừa mới qua có rất nhiều quý vị thính giả vừa nhắn tin gọi cho Lê Ngọc có cái vấn đề hỏi, cũng lo ngại cho con cháu của mình nữa, thưa quý vị, về vấn đề tổng động viên qua cái sự việc mà căng thẳng xảy ra giữa nước Mỹ chúng ta với lại Iran. Thì có một cái breaking news mà Lê Ngọc gửi đến cho quý vị, đó là một cái fraud alert, là có một số mẫu tin nhắn, mà những mẫu tin nhắn này là lường gạt trong vấn đề tổng động viên mà Lê Ngọc gửi đến cho quý vị. Mà trước đây quý vị hỏi là vấn đề tổng động viên ở nước Mỹ, con cháu của chúng ta từ 18 tuổi cho tới 37 tuổi phải đi, thì Lê Ngọc gửi đến cho quý vị để cho quý vị tường tận biết rõ và đừng có lo ngại. Thì từ quân đội Mỹ họ đã lên tiếng, họ trấn an mọi người chúng ta rằng không có cái ý định buộc những người trẻ đi thi hành quân dịch, và nhất là không có cái chuyện thông báo đi lính nha thưa quý vị, bằng cách là gửi nhắn tin texting cho quý vị hoặc là gọi để mà để lại một cái message cho quý vị. Những cái điều này đã gây ra sự hốt hoảng, khiến cho có nhiều điện thoại và email đã gửi tới cơ quan tuyển mộ nhập ngũ. Do đó quân đội Mỹ họ đã phải lên tiếng, và Lê Ngọc xin gửi đến cho quý vị. Thì theo thông cáo của quân đội Mỹ là những cái kẻ gian này thưa quý vị, họ đã gửi những cái tin nhắn đến cho người dân,
Họ kêu quý vị là hãy liên lạc hoặc đến văn phòng của quân đội ngay lập tức để chuẩn bị ra trận ở Iran. Và những kẻ này thì đang được cho là những kẻ gian. Còn cảnh cáo những người nhận tin nhắn là đã liên lạc với họ rất nhiều lần, đã gửi qua nhiều email, mà nếu mà quý vị không trả lời thì sẽ nhận án tù ít nhất là 6 năm. Do đó quân đội cho biết những cái tin nhắn này, những cái email lường gạt này không đúng và đã bắt đầu xuất hiện sau khi mà tình hình căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran trở nên căng thẳng khi mà Tổng thống Donald Trump ra lệnh thực hiện cái vụ không kích không người lái để mà giết ông thiếu tướng Qasem Soleimani của Iran, đã tạo ra một cái sự lo ngại là sẽ có chiến tranh ở Trung Đông. Thành thử quý vị nhớ nha, đừng có tin vào những cái email hoặc là những cái texting, những cái nhắn mà qua điện thoại gửi đến cho quý vị mà Lê Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị. Thì không biết là luật sư Duyên có nhận được cái tin nhắn này hay không, thưa với lại luật sư Duyên? Tôi thì chắc ở cái tuổi này cũng chả thèm gạt nữa. gạt là gạt mấy cái người mà kêu con cháu, con cháu của luật sư Duyên. Không có, nhưng mà qua cái chia sẻ của Lê Ngọc đó thì đó là một cái lời nhắn của anh em chúng tôi đối với quý tín giả, đó là dĩ nhiên càng ngày những cái lưu manh, những cái lừa đảo đó nó càng lúc nó càng nhiều và nó nhắn đủ thứ mà nó nói. Nhưng mà chính qua những cái đối thoại mà như thế này nè, mà quý tín giả mà lắng nghe anh em chúng tôi thì từ từ, thứ nhất là mình biết cái nào giả mà mình biết cái nào nó không, nó cái nào thiệt, cái đó là cái đầu tiên. Và cùng nhau tất cả chúng ta mình nương nhau mà mình nâng cái dân trí lên, cái đó là mình nâng cái trí của chúng ta lên để mình biết nhiều hơn nữa. Và cái thường thường đó, đây là một cái mà tôi vẫn nói nè, tôi nói là tôi đi vào trường luật như giống như mấy ông thầy hồi đó dạy cũng vậy, mà sau đó tôi cũng dạy lại, tôi cũng nói với học trò của tôi ở trường luật đó, tôi nói là đi vào trường luật không phải là để học luật, tại vì luật nó nhiều lắm, nơi nào mà mình muốn đó là mình cần luật đó, đâu có ai nhớ hết đâu. Cần luật của Virginia thì dở cái cuốn luật ra là có liền à. Cũng giống như là mấy người mà đi học toán đó, không phải là đi học công thức. Tôi còn nhớ hồi đó cái đọc một cái chuyện đó là báo chí vây chung quanh ông Albert Einstein. Thì hỏi ông Albert Einstein chứ, trời ơi ông thông minh quá vậy, thưa ông cái con số pi đó, cái số pi đó có mấy số lẻ? Ông cười sặc lên, ông cười, ông nói là cái đó nằm ở trong cái cuốn sách toán tiểu học cũng có rồi. Thành ra là thưa quý thính giả, mình đi trường luật không phải là để mình học luật, mà mình phải suy nghĩ như cái người luật sư, suy nghĩ cho nó cặn kẽ, có dữ kiện, có hai chiều. Mình học toán không phải là mình học công thức, mà mình suy nghĩ như những nhà toán học. Mình học triết là không có phải là mình nhớ những cái tên như là Jean-Jacques Rousseau, Karl Jasper hay là Montesquieu, mình không có nhớ mấy cái tên đó để làm cái gì đó. Mình học triết là bởi vì mình chính chúng ta phải suy nghĩ như một triết gia. Cái đó là cái lời nhắn của anh em chúng tôi. Cho nên tôi tin, rất là tin cái việc tôi đọc những cái lời bình luận của quý tín giả đó, tôi có một cái niềm tin mà cái niềm vui lạ lắm. Cho nên tôi phải gắn bó hoài với cái gia đình này là tại vậy đó. Là qua cái đó tôi thấy rằng là quý tín giả không có phải nghe tin để mà biết tin nữa, mà quý tín giả đang suy nghĩ giống như anh em chúng tôi vậy đó. Có nghĩa là mình đọc một cái mẫu tin, mình biết nó là giả hay là nó thật, là bởi vì không có ai lừa gạt mình được nữa hết đó. Không có chính trị gia, không có dân chủ, không có cộng hòa, không có quốc hội gì đó. Chúng ta là những người mà chúng ta nhìn một cái cuộc diện, chúng ta nhìn một cái mẫu tin, chúng ta biết cái chuyện nó sẽ là như thế nào. Cái gì gọi là thật, cái gì đó là bịp. Thành ra bây giờ nó phân biệt rất là rõ. Những cái suy nghĩ của những cái người mà lắng nghe cái chương trình của anh em chúng tôi đó, nó khác hẳn với lại suy nghĩ mà đi nghe vòng vòng ở mấy chỗ khác. Cho nên khi mà đến với Lợi Ngọc, đến với chúng tôi đó, thì đó những cái nói bây giờ vừa nghe một cái là biết là cái này hình như nó lấn cấn rồi, nó không có thiệt rồi. Thì hỏi Lợi Ngọc, thì khi mà Lợi Ngọc phân tích ra như vậy và chia sẻ như vậy, cái đó là những cái lý do mà tại làm sao làm những cái việc này nó rất khó khăn, nó không có dễ, nhưng mà anh em chúng tôi vẫn làm, và làm với cái niềm tin và với cái niềm vui chỉ vì lý do đó. Trở lại với Lê Ngọc.
Dạ vâng, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ và cùng nhau học hỏi nha thưa quý vị. Tạm biệt quý vị thính giả với một ngày thật là vui, hạnh phúc và đặc biệt với cái thời tiết mà chúng ta đang ở mùa đông, nhưng mà bắt đầu từ trưa ngày hôm nay cho tới ngày mai thứ bảy chủ nhật, chúng ta sẽ có một cái thời tiết như là đang ở những ngày đầu của mùa xuân với thời tiết lên tới trên 70 độ. Tạm biệt quý vị thính giả và kính chào quý vị thính giả cũng như là luật sư Duy. Xin chào.